kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Huệ Vương truy yếu huyệt của chính phạm, chuẩn bị đến ngày đập. Chính trường bão to, trụ chủ tịch nước bị bứng gốc, trụ thủ tướng thì đang lung lay dữ dội. Tuy nhiên, trụ chủ tịch quốc hội thì vẫn bình an vô sự. Ông Vương Đình Huệ cũng từng lập phó thủ tướng dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng. Tuy nhiên, hai cựu phó thủ tướng còn lại bám trụ đến thời Phạm Minh Chính lại bị đổ còn ông Vương Đình Huệ thì rút đi không hề hấn gì. Có thể nói trong ba trụ bên dưới trụ Tổng Bí Thư thì trụ chủ, chủ tịch Quốc hội là ít sóng gió nhất. Nguyên nhân là trụ chủ, chủ tịch Quốc hội và trụ Tổng Bí Thư là cùng phe. Cũng may ông Vương Đình Huệ là ông đã thua Phạm Minh Chính trên đường đua đến ghế Thủ tướng vào năm 2021 nhờ không có thực quyền nên trụ chủ, chủ tịch Quốc hội mới né được cơn bão Việt Á, chuyến bay giải cứu tư hình ảnh ông Phương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam hiện nay. Vào ngày 8 tháng 2, ông Phương Đình Huệ đã chuẩn bị các đề tài gai góc cho kỳ họp Quốc hội sắp tới. Ông Phương Đình Huệ cho Hội đồng dân tộc các Ủy ban Quốc hội nghiên cứu lựa chọn những vấn đề nhức nhối đang nổi lên hiện nay để tổ chức giải trình chất vấn như vấn đề đăng kiểm, khó khăn của thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Ông Phương Đình Huệ là người xuất thân từ ngành kinh tế. Ông Huệ có đủ trình độ để nhìn ra những vấn đề khó khăn mà ông Phạm Minh Chính đang phải đối mặt như hiện nay. Và lại ông Vương Đình Huệ từng 5 năm trải qua nhiệm kỳ phó thủ tướng chính phủ, còn trước đó ông là trưởng ban kinh tế của trung ương. Nên ông Huệ biết phải chọc vào đâu mới gây khó khăn cho phía bên chính phủ. Thêm nữa, ông Vương Đình Huệ là dân đại học ngành tài chính, ông Huệ từng học tập, giảng dạy làm quản lý ở trường này. Đặc biệt, nhiều nhân vật từng xuất thân từ trường này đều leo cao và có chức vụ rất lớn. Đó là ông Nguyễn Xuân Hùng, cựu Chủ tịch Quốc hội, Vũ Văn Ninh, cựu Phó Thủ tướng, Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng BIDV, Đinh La Thăng, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết những người làm to ở gốc trường này đều ít nhiều giúp đỡ Vương Đình Huệ trên con đường quan lộ. Tuy nhiên, người mông Huệ chọn để phò lại là ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Trò chơi quyền lực có thành hay bại nó phụ thuộc vào việc chọn chủ soái mà thờ. Ông Vương Đình Huệ đã biết chọn ai, đồng thời ông Huệ cũng có may mắn ủng hộ. Rất nhiều lần ông Vương Đình Huệ thua ở lần đấu tranh, nhưng ông lại thắng chung cuộc là nhờ may mắn. Và cứ mỗi lần như vậy, kẻ chiến thắng lại nhận hậu quả rất thảm khốc. Lần đầu tiên đó là ông Huệ cạnh tranh với Nguyễn Bá Thanh thành công thần của ông Nguyễn Phú Trọng. Trên cuộc đua này, ông Vương Đình Huệ đã bị trở thành người thứ yếu vì sự nhát gan của ông, ông sợ đụng chạm. Tuy nhiên, Nguyễn Bá Thanh gặp đại họa và vai trò công thần tự nhiên rơi vào tay Vương Đình Huệ mà không phải nỗ lực gì nhiều. Lần thứ nhì có lẽ là cuộc chạy đua đến chiếc ghế thủ tướng. Lần này, ông Vương Đình Huệ lại thua ông Phạm Minh Chính, nhưng may cho Vương Đình Huệ là ông chính cũng đang vất vả chống lại cơn bão thanh trừng với vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu là nguyên nhân. Nếu ông Phạm Minh Chính không trụ vững trước bão thì người được lợi nhất lại là ông Vương Đình Huệ. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ đang chuẩn bị hàng để quần bên phe chính phủ. Với vai trò là chủ tịch quốc hội, ông Vương Đình Huệ đang muốn những vấn đề của chính phủ ông Phạm Minh Chính bị phơi ra trên truyền thông trong nước và quốc tế. Các buổi chất vấn thành viên chính phủ tại Quốc hội luôn được truyền hình trực tiếp và được báo chí tường thuật cặn kẽ. Chính phủ của ông Phạm Minh Chính hiện nay đang gặp rất nhiều vấn đề lớn, những vết lở loét đang bị khoanh phui, đấy là cơ hội để ông Vương Đình Huệ chọc cho nó loét thêm ra. Cuộc chiến cung đình đang rất căng thẳng, một đối thủ chính trị lớn đã làm ông Vương Đình Huệ phải thua một lần, đây là cơ hội để phản đòn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Huệ Vương truy yếu huyệt của chính phạm, chuẩn bị đến ngày dập đầy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vạn Thịnh Phát, Tô Lâm tưởng nạc nhưng hóa ra là khúc xương khó gặp. Những ngày cuối năm nhâm dần, vụ án chính trị khủng đang lấn át các án kinh tế. Chỉ trong vòng 10 ngày, ba nhân vật lớn trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lần lượt bị rơi rụng. Đó là ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đàm, mà đặc biệt là ông Nguyễn Xuân Phúc. Cho đến sau Tết Quyên đán, vụ phế chuất ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn dậy sóng dư luận người ta hay quan tâm đến chính trị hơn kinh tế nên vụ án chính trị thu hút sự chú ý của xã hội nhiều hơn thực tế thì vụ án chính trị thường liên quan đến kinh tế và ngược lại vụ án ông Nguyễn Xuân Phúc được cho là liên quan đến phu nhân của ông bà Trần Thị Nguyệt Thu với những điều tra liên quan đến bà Trần Thị Nguyệt Thu lại là vấn đề về kinh tế đây là hình ảnh Vạn Thịnh Phát một khúc xương rất khó gặp có một vụ án có thể dẫn đến những sai phạm của nhân vật chính trị lớn, đó là vụ án Vạn Thịnh Phát. Vụ án này đã được ông Tuân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an thừa nhận là vụ án rất khó khăn. Vào ngày 29 tháng 10 năm 2022, báo Nhân dân giật tít rằng ông Tuân Sô bị can đột tử không ảnh hưởng đến vụ án Trường Mỹ Lan. Cũng chưa có vụ án kinh tế nào mà liên quan đến nhiều cái chết bí ẩn, nhưng vụ án của Vạn Thịnh Phát thì lại là một trường hợp rất điển hình. Cho đến nay, Bộ Công an đã khởi tố hai bị cáo, hai vụ án, 27 bị can để điều tra. Giai đoạn điều tra tháng 10 năm 2022, Bộ Công an cũng đã thông tin khởi tố tiếp 4 bị can, trong đó có bà Trương Mỹ Lan, 67 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Huệ Vân, 35 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mở rộng điều tra sau đó bộ công an đã khởi tố bắt giữ thêm rất nhiều người khác mới đây từ đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sở kế hoạch và đầu tư hà nội đã ra thông báo về việc tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến giao dịch chuyển nhượng mua bán tặng cho cầm cố thế chấp đối với cổ phần vốn góp của 762 công ty có đăng ký mã số thuế trên địa bàn và 14 cá nhân liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nếu khui đến cùng vụ án này, ông Tô Lâm có thể làm trao đảo thị trường chứng khoán, chứ không hề đơn giản. Và nếu đào sâu thêm thì không biết còn ai phải mất mạng hay không. Vì thế, bóng tuân sô thừa nhận khó khăn là có lý do của nó. Điều đặc biệt mà nhiều người đang muốn xem là liệu vụ án Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an có moi ra sai phạm của ông Lê Thanh Hải bởi những dự án bất động sản mà Vạn Thịnh Phát sở hữu đều được giao dưới thời ông Lê Thanh Hải khi đó làm bí thư thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là đến bây giờ đã có bốn cản trở để Bộ Công an có thể chơi tất tay với Vạn Thịnh Phát. Đó là có thể làm thêm nhiều cái chết oan uổng, có thể làm trao đảo thị trường chứng khoán, có thể bị thế lực Lê Thanh Hải ngăn cản và cũng có thể có thế lực nước ngoài sẽ thọc tay vào. Vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ án kinh tế, chính trị hết sức phức tạp. Không phải ngẫu nhiên mà ông Lê Thanh Hải vẫn miễn nhiễm với cái lò của Nguyễn Phú Trọng cho đến hôm nay. Ông Nguyễn Phú Trọng từng quật ông Đinh La Thăng khi ông này là đương kim bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ông Trọng lại bó tay với ông bí thư đã về hưu như ông Lê Thanh Hải. Có người thì nói rằng nếu ông Lê Thanh Hải mà yếu thì ông đã vào tù bóc lịch từ lâu rồi. Vụ án Vạn Thịnh Phát vẫn đang dậm chân tại chỗ đây là vụ án thách thức ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm và thách thức cả thế lực Tây Ninh đang lên. Ông Nguyễn Văn Nên đang là cánh tay đắc lực đối với ông Nguyễn Phú Trọng ở miền Nam. Ông luôn làm tốt chỉ thị từ Trung ương. Tuy nhiên, có vẻ như ông Nên cũng đang bó tay với ông Lê Thanh Hải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Vạn Thịnh Phát, Tô Lâm tưởng nạc nhưng hóa ra là khúc xương khó gặm quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo d